Chào các bạn, rất vui hôm nay nhà Việt TV chúng tôi có điều kiện quay trở lại chùa Tiêu Dao để tiếp tục quay giới thiệu cho các bạn các cái hạng mục ở phía trong chùa. Thì ở clip trước ấy, thì chúng tôi đã review cho các bạn xong ở bên phía cái gian giữa của nhà thờ mẫu, chính là cái vùng này này. Và ở cái này tôi sẽ review cho các bạn cái phần hậu cung, tức là cái phần ăn theo chiều sâu thêm của gian giữa ấy. Thì cái phần hậu cung mới là cái phần ăn theo mặt ngang của nhà thờ mẫu này sẽ tạo thành cái chữ đinh. Và ở đây là ban công đồng. Thế thì các bạn nhìn nhá, cái vùng này này, cái vùng này coi là hát ra ngoài thì là nó ăn theo cái nhà nằm ngang. Thế còn cái vùng này này là cái vùng nới theo chiều sâu của gian giữa và một phần của gian tả và gian hữu. Đây các bạn này. Đó. Thế còn cái gian giữa thì nó chỉ ăn theo hai cái vùng cột đấy thôi. Đó. Thì vai trò đấy là hậu cung. Thế thì các bạn nhìn này, cái nhà dọc này thì về kết cấu ấy, nó cũng là một cái nhà kẻ truyền rất chuẩn chỉ. Đây, cái vùng thượng lương ở phía trong ấy, thì các bạn nhìn thấy có chữ. Lát nữa khi đi vào với phía sâu phía trong, tôi sẽ review cho bạn cái vùng thượng lương. Tại tôi đang đứng ngoài thì muốn là quay giới thiệu luôn cho các bạn hình dung ra đỡ dối. Đó. Thì cái vùng mà hậu cung ấy, thì các bạn có thể coi như bắt đầu từ cái vùng này. Đấy. Có hai cửa. Bên này là cửa bên tả, và bên kia sẽ có cái cửa bên hữu. Đó. Thế các bạn nhìn nha. Đây, cái vùng hậu cung thì phía trên ấy, phía trên này có một bức hoành phây, đúng không? Bức hoành phây có bốn chữ, hai dòng lạc khoản hai bên. Đây này. Đây là phía sát mái đấy. Dòng phía dưới thì đây là có bộ cửa võng. Đây, cái vùng này. Ở đây thì do có nhiều các cái chi tiết trang trí thì đâm ra là bị che khuất một phần, các bạn thông cảm nhé. Thứ nhất với thứ hai là ánh sáng không được tốt lắm, đâm ra các bạn nhìn không rõ. Thì cái bộ cửa võng này, cái bộ này khá đơn giản. Và hai bên cột đây thì là hai cầu đối. Đó. Đây, cầu đối này là cầu đối ở bên bên tả này. Bên hữu thì lát nữa tôi sẽ review chi tiết cho các bạn nha. Đó. Thế còn là đây là cửa vào bên tả, cửa vào hậu cung các bạn. Đây chỉ là một cánh cửa nhỏ thôi. Đó. Và bên hữu cũng có một cánh cửa nhỉ để đi ra. Thế còn về cơ bản họa tiết thì ở đây đơn giản đúng không? Cắt CNC. Cái vùng bếp phía dưới này cũng đẹp đấy. Đây con nhìn này, đây ánh sáng hơi yếu, các bạn thông cảm chút nha. Rùa này, phượng này, đây đồ dùng trầu này. Đó. Thế thì ở đây là tôi sợ vào phía trong ấy là quay hơi khó, bởi vì là không gian hẹp ấy, thì là tôi quay đứng ở ngoài, tôi quay trước cho các bạn trên các cái ban thờ nhé, để cho các bạn nhìn rất dễ dinh dung. Sắp Tết thực ra là mọi người đến chùa cũng đông. Đó. Thì chúng ta hãy vào phía trong đi, phía trong hậu cung để tôi review chi tiết hơn cho các bạn. Đây, đây là vùng hậu cung.
Này, cái vùng này là vùng thượng lưu này. Đó. Còn trên mái thì là du đơn. Về kích thước thì hậu cung này ăn theo bề ngang sẽ hơn một gian. Ở hậu cung này thì các tượng đều được đặt trong khám rất trang trọng. Bạn cứ ra ngoài đi, để bạn ra để bạn mua cái cửa này. Bảo cô ở đây cô trông nom cửa nội thì cô cũng chỉ tu sửa vào đây chứ cô có mang tiền về nhà đâu. Thì cứ cứ trông lên đây là cô. Đấy, còn cái vùng này là vùng phía vách đằng sau này. Cái gì mà cô đã mua để cô để vào đây thì không ạ? Cái gì cô thiếu thứ là cô biết, bây giờ cứ mua ra. Đây là bát công đồng, đâm ra là có rất nhiều tượng thờ. Để tôi zoom chi tiết cho các bạn nhìn các cái họa tiết hoa văn trên các khám thờ nhé. Đây khám này là khám trong cung này. Thờ ba vị. Vùng này hơi hẹp, nên là review hơi khó. Các bạn thông cảm nhé. Cái vùng nào mà không bị che thì tôi có thể là tôi sẽ quay cho các bạn. Lại trên cao nữa, cũng khó. Đây, khám này là khám ở phía trước này. Thì thờ một vị. Bạn nào mà dành về đạo Phật cũng như là dành về chùa Tiêu Gia thì các bạn hãy chú thích cho mọi người là các tượng này là những vị nào nhé. Đây là bát hương. Đó. Thì còn đây là cửa ra, cửa bên hữu. Thế còn đây là tôi quay phía sau của các tượng. Phía trước hậu cung này. Đây, còn cái cửa này là cửa bên tả. Cửa vào này, tôi đóng lại. Ok. Và tôi sẽ ra cửa bên hữu. Đây, cái vùng này là tôi đứng gần vùng câu đối ở bên hữu này, tôi quay cho các bạn luôn. Thế là ở cái vùng gian giữa của nhà thờ mẫu chính là ban công đồng. Đây, ở vùng này là tôi quay được khá là rõ của cái cửa võng. Để tôi zoom lên cho các bạn nhìn chi tiết một chút. Cũng không rõ được đúng không? Ánh sáng yếu quá. Các cái đèn phía trong thì lại sáng quá, ánh sáng mạnh. Nên ra cái vùng này không rõ được. Các bạn thông cảm chút nhé. Cho đi ra phòng một con ơi. Dạ. Cho đi ra phòng một con sạch rồi.
Đó, thế là tôi review cho bạn xong phần hậu cung ở gian giữa của nhà thờ mẫu chùa Tiêu Dao. Nếu các bạn thấy clip hay và ý nghĩa thì hãy tặng cho chúng tôi một nút like, một nút subscribe, một nút chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các clip sau. Xin chào.